Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong video tiếp theo của tháng 12 này thì sẽ là một video về trả lời câu hỏi. Lần cuối mình làm video này là từ hồi mà back to school, tức là khoảng 4 tháng trước rồi. Từ thời gian đấy đến bây giờ thì cũng có khá là nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Và nhân đây thì mình cũng muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã gửi cho mình những lời chúc sinh nhật cực kỳ là ngọt ngào ở trên mọi mặt trận luôn. Ở trên Snapchat, Facebook, Instagram, mình nhận được rất là nhiều lời chúc và cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên của bạn Thư Nguyễn: chị ơi, em muốn hỏi trong thời gian chị sống ở Mỹ thì chị có bao giờ gặp áp lực hay nhớ nhà không? Và mỗi khi gặp những chuyện đó chị vượt qua như thế nào vậy? Snapfam, happy birthday Trinh, mãi yêu chị. Chị cảm ơn Thư rất nhiều. Thì tất nhiên là trong khoảng thời gian mình ở Mỹ thì có rất nhiều lúc mình nhớ nhà và áp lực. Thì mình ở Mỹ 5 năm và 2 năm đầu tiên có lẽ phải nói là 2 năm khó khăn nhất. Cái ngày đầu tiên mình đặt chân đến Mỹ cho đến 2 tuần sau đấy thì mình cảm thấy mọi thứ nó mới lắm. Nhưng mà mới không phải theo kiểu là mình nhớ nhà đâu, mà kiểu mọi thứ nó đều hiện đại hơn này, xong rồi nó sạch sẽ hơn này, lúc nào cũng hào hứng và phấn khởi. Thế nhưng mà sau 2 tuần đấy thì mình như kiểu là bị quay trở lại với thực tế ấy. Tức là không còn, mọi thứ nó không còn mới nữa. Nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy như là mọi thứ rất xa lạ. Là bạn bè mình không có ở đấy, người yêu không có ở đấy, bố mẹ không có ở đấy. Ở bên kia thì chỉ có đi học, đi ăn và sau đó về nhà học bài thôi. Lúc đấy cũng không có bạn bè gì mấy. Thế nên là nhớ nhà kinh khủng. Đến năm thứ 2 thì mọi chuyện nó dễ dàng hơn một chút, bởi vì mình đã biết cách học rồi, mình đã biết là cái nhịp sống của bên đấy là như thế nào rồi. Thế nhưng mà lúc đấy thì mình vẫn chưa có nhiều bạn bè nên là vẫn nhớ nhà. Và nhất là những hôm mà đi làm về ấy, xong rồi bị ốm chẳng hạn, thì mình phải là tự là người mua thuốc uống. Đó, đến năm thứ 3, thứ 4 thì mình có rất là nhiều bạn bè xung quanh rồi. Và mình cực kỳ bận vì mình đã đi làm và đi học cùng một lúc. Và vừa đi học vừa đi làm và có thêm nhiều bạn bè nữa. Nên là cái cuộc sống nó, mình cảm thấy như là mình đã hòa nhập vào được rồi ấy. Thế nên năm thứ 3, thứ 4 nó trôi qua rất là nhanh. Đó, thì như mọi người vừa nghe là khi mà mình đã làm quen với cuộc sống rồi, mình có thêm bạn bè rồi và mình biết là mình đang học về cái gì và mình tập trung vào cái đấy thì mọi chuyện nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên là đối với những bạn nào mà mới đi du học sẽ cảm thấy cực kỳ cô đơn, nhất là năm đầu tiên. Nhưng mà mọi người đừng lo quá, tất cả mọi việc nó sẽ đâu vào đấy nếu mọi người cố gắng kết bạn và cố gắng hòa nhập bản thân mình với cả cái cuộc sống mới. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hà Quân: chị có dự định gì trong tương lai của mình chưa ạ? Và chị quyết định ở lại Việt Nam hay về Mỹ? Tại sao? Em mong chị trả lời câu hỏi của em. Hashtag Snapfam thẳng tiến. Rồi, chị cảm ơn Hà hoặc là Quân rất nhiều về câu hỏi. Như mọi người đã biết thì mình về Việt Nam được khoảng 3 tháng rồi. Đến ngày hôm nay là 3 tháng mấy ngày gì đấy. Và bất kỳ khi nào mình gặp mọi người ở ngoài đường hoặc là ở event thì ai cũng hỏi mình một câu, đấy là còn ở Việt Nam lâu không và bao giờ thì đi sang Mỹ. Có nhiều bạn có thể chưa biết là mình đã tốt nghiệp đại học ở bên Mỹ rồi và mình đã đi làm được 1 năm rồi. Thì sau khi tốt nghiệp mình là 1 năm, mình cũng có một ít kinh nghiệm ấy. Thế nhưng mà mình vẫn muốn là thử xem là ở Việt Nam thì sẽ cho mình những cái cơ hội gì. Trong khoảng thời gian gần đây thì cái việc mình mới làm thì chỉ là giúp đỡ cho bố mẹ mình cho cái công ty ở nhà thôi. Mọi việc nó vẫn đang trong quá trình sửa sang và đang trong quá trình thay đổi ấy. Thế nên là mình cũng chưa thể nói gì được nhiều. Sau khi mọi việc đã hoàn thành thì mình sẽ khoe với mọi người ở trên Snapchat hoặc là ở trên Facebook. Và nhất là bây giờ mình chưa có gia đình, mình vẫn đang một mình rất là thoải mái, nên là đây là cơ hội để mình xem là mình muốn ở đâu, mình muốn học cái gì, mình muốn làm cái gì. Đây là thời gian mà mình đầu tư để phát triển cho bản thân mình. Thế nên là mình cũng chưa có dự định gì mà có thể nói cho mọi người ngay được ấy. Có thể là mình sẽ quay lại Mỹ trong năm sau chẳng hạn, nhưng mà cái việc đấy đến bây giờ mình vẫn chưa biết. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hải Yến: em có một câu hỏi muốn hỏi chị, có thể nó hơi ngớ ngẩn một chút ạ. Khi người khác chê chị mặt tròn bánh bao thì chị sẽ đáp trả như thế nào? Tại em cũng mặt bánh bao. Bây giờ chị với Yến thì có thể là mở riêng một cái câu lạc bộ dành cho những người mặt bánh bao như chị em mình. Thực ra từ xưa đến giờ ấy, mình rất ít khi suy nghĩ về cái khuôn mặt của mình và cũng rất ít khi kiểu tự ti về khuôn mặt ấy. Vì từ hồi học cấp 2, cấp 3 ấy, thì cái mà mọi người nhận diện về mình nhiều nhất đấy chính là khuôn mặt. Và mình luôn luôn cảm thấy tự hào là mình có một cái gì đấy khác so với cả những người còn lại ấy.
mình biết bây giờ rất nhiều có những cái mà người ta có thể chỉnh sửa được để làm cho mình có một khuôn mặt thon gọn hơn. Thế nhưng mà mình thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ chỉnh sửa cái gì cả. Bởi vì có một cái mà mình cảm thấy rất là buồn cười. Khi mà mình vẫn còn đang ở bên kia ấy, mỗi khi mà mình đăng clip lên chẳng hạn, thì có rất nhiều bạn có thể comment ở dưới là dạo này hình như béo lên, hay là mặt tròn quá, hay là mặt thế này không đẹp, hay là nhìn thế này nó không được, không xứng đáng làm beauty blogger, ví dụ như thế, bởi vì khuôn mặt của mình nó chưa chuẩn. Thế nhưng mà khi mà mình về đến Việt Nam ấy, thì cái đầu tiên khi mà mọi người nhìn thấy mình ở ngoài đời ấy là tại sao lại gầy thế. Tức là những cái gì mọi người nhìn thấy ở trên mạng, hoặc là có thể là mình không ăn ảnh, hoặc là mình không ăn hình chẳng hạn, thì mình lại nghĩ là đây là một cái mà mọi người khi nhìn thấy mình có thể nhớ đến là Trinh có khuôn mặt tròn. Có thể là mình không thể truyền cảm hứng được cho tất cả những người xem video của mình, thế nhưng mà ít nhất là mình cũng có thể truyền cảm hứng được cho những bạn nào mà có khuôn mặt như mình. Câu hỏi tiếp theo của bạn Vi Trung Ngô: chúc mừng sinh nhật chị Trinh, so much love from Sài Gòn. Hello from Hà Nội. Câu hỏi của bạn ấy như sau: theo dõi chị từ những video đầu tiên, từ tóc đen đến tóc vàng, em rất thích lối dẫn dắt duyên dáng, tâm sự chân tình của chị trong các video. Chị trở về Việt Nam đồng nghĩa với việc hạn chế về các mặt như mua hàng để quay video sẽ không dễ như ở Mỹ. Chị có sợ mình sẽ không đa dạng như xưa nữa không? Rồi, cái này thì cũng là một trong những cái mà mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi mà mình về Việt Nam. Bởi vì khi mà mình quay ở bên kia ấy, có thể là mình đang quay chẳng hạn mà mình thấy thiếu cái gì đấy, mình có thể chạy ra siêu thị và mình mua, sau đó mình quay về mình quay tiếp. Đấy, thế nhưng mà khi về Việt Nam thì như mọi người biết là nhiều thứ nó không có, mình phải order, mà order thì cũng phải 2-3 tuần sau đồ mới về đến đây. Nên là về đến đây thì mình sẽ phải thay đổi cách làm việc thôi. Như mọi người thấy là những cái video từ hồi mình về đến giờ thì cái nội dung ấy nó vẫn như vậy, mình sẽ vẫn làm những video DIY, mình sẽ vẫn làm những thứ mà mình nghĩ là mình có thể chia sẻ với mọi người được. Nhưng mà một cái mà mình thích nhất từ khi mình về Việt Nam đấy là mình có thể dùng được những thứ mà mọi người có thể mua được. Có những thứ mà mình mang ở Mỹ về nhá, nhưng mà mình dùng ở Việt Nam trong cái khí hậu, trong cái độ ẩm này thì nó lại không phù hợp một chút nào cả, mặc dù cái thứ đấy mình dùng ở bên Mỹ rất là thích. Tất nhiên là bởi vì mình quá yêu makeup nên là mình sẽ vẫn mua những đồ ở bên kia nữa. Nhưng mà mình nghĩ đây cũng là một lợi thế cho mình bây giờ. Mọi người có thể xem, tham khảo và có thể mua được, chứ không nhất thiết là chỉ xem và đợi một tháng sau thì cái đồ của mọi người mới về đến đây, đúng không? Và bạn ấy có hỏi là trong khoảng thời gian sớm nhất chị sẽ gặp lại các fan của mình ở Sài Gòn không chị? Em lỡ hẹn với chị 2 lần rồi nên cứ mong mãi ạ. Trong đầu tháng 1 thì mình sẽ bay vào Sài Gòn tiếp. Thế nên là mọi người có thể cập nhật thông tin ở trên Facebook của mình xem là mình sẽ vào ngày bao nhiêu và mình sẽ có thể gặp mọi người ở đâu nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Minh Nhật: em chúc chị sinh nhật vui vẻ, tuổi mới xinh đẹp, hạnh phúc và thành công chị nha. Chị ơi cho em hỏi, khi mà tinh thần mình không tốt, không phấn chấn làm việc hay học tập thì mình phải làm sao để vực dậy ý chí vậy chị? Mình nghĩ là cái này ai cũng gặp phải, đúng không? Tức là khi mà mình đã lên kế hoạch làm một cái gì đấy rồi, mình lên kế hoạch là cả ngày hôm đấy mình sẽ làm việc, cả ngày hôm đấy mình sẽ quay video, thế nhưng mà đến cuối ngày thì phát hiện ra là mình chưa làm được cái gì cả. Để mình kể cho mọi người một cái kinh nghiệm của mình nhé, tại sao bây giờ mình lại có thể có động lực để làm mọi thứ hơn. Tức là hồi xưa khi mà còn đang đi học ấy, nhất là hồi học đại học ở Việt Nam, thì mình rất là hay được tham gia những cái chương trình văn nghệ. Thế nhưng mà mỗi khi lên, cái tâm trạng của mình nó căng thẳng cực kỳ luôn ấy, và mình không thể nào mà tươi cười trên sân khấu được. Và nhiều khi những cái đấy thì nó lại không tốt ấy. Thế nên là mình bị nói rất là nhiều là tại sao lên sân khấu lại không cười, tại sao lại không tự tin ấy. Thế nhưng mà cái cảm giác của mình luôn luôn là sau khi mình diễn xong, mình nghĩ là tại sao mình không tự tin như thế, mình có thể làm tốt hơn, và mình luôn luôn muốn là lại lên sân khấu để làm lại một lần nữa. Thế nhưng mà mọi chương trình đã kết thúc rồi và không ai có thể cho mình một cơ hội nữa để lên diễn lại, đúng không? Thế nên là sau rất là nhiều lần như thế và sau nhiều lần rút kinh nghiệm thì bây giờ mình luôn luôn có sẵn một cái ý nghĩ trong đầu, đấy là mình làm mọi việc nó phải tốt nhất có thể và phải dốc hết sức vào những cái mà mình đang làm, để sau khi mọi việc đã hoàn thành xong rồi, ví dụ như sau khi mình post video lên rồi chẳng hạn, mình sẽ không phải suy nghĩ gì nhiều về cái vấn đề đấy nữa, tức là mình đã bỏ hết sức rồi. Nếu mà có ai chê bai thì mình cũng không thể làm tốt hơn được nữa. Thì đấy, một cái kinh nghiệm mà chị có cho em đấy là luôn luôn nghĩ về cái kết quả mà mình sẽ đạt được và dốc hết sức mình vào cái mà mình đang làm thì sẽ không bao giờ bị lười hay là bị trì hoãn cái công việc của mình nữa. Câu hỏi tiếp theo của bạn Mai Anh Phạm: chị ơi em xem video của chị 1.5 năm rồi đấy ạ, yêu bà Trinh lắm. Đi theo chị lâu thế mà vẫn chả thấy chị khoe boyfriend gì cả.
À, về vấn đề boyfriend thì thực sự mình cũng không biết phải nói như thế nào. Đây chắc là một trong những chủ đề mà rất nhiều bạn hỏi ở phần comment ở dưới cái ảnh Facebook này. À, thì đến bây giờ mình vẫn không có gì để cập nhật với mọi người cả. Mình đã nói rồi, nếu mà có gì mới hoặc là khi mà mình đeo một cái thứ gì đấy, xin lỗi mọi người, móng tay của mình nhìn hơi kinh. Nhưng mà nếu mà mình có cái gì mới, mình có một cái nhẫn mới ở trên tay chẳng hạn, hoặc là khi mà mình có thông tin gì đấy cần cập nhật ấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ là một trong những người biết đầu tiên, nên là yên tâm. Nhưng mà đến bây giờ thì vẫn chưa có cái gì để cập nhật hết cả. Ok, vừa rồi thì mình đã trả lời một số câu hỏi mà mọi người đã đặt ra ở trên Facebook. Và hy vọng là sau video này thì chúng mình có thể cập nhật thông tin của nhau nhiều hơn. Nếu mọi người còn có câu hỏi gì nữa thì đừng quên để ở phần comment ở dưới. Có thể là mình sẽ trả lời những câu này trong một cái livestream nào đấy ở trên Facebook chẳng hạn, hoặc là một cái video Q&A tiếp theo. Mình chúc mọi người có một Noel vui vẻ và an toàn. Chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo của tháng 12 này nhé. Bye! When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop, but somehow